Em Bùi Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024. Vào buổi tối hôm nay thì em xin được giới thiệu đến các bác một chiếc kệ tivi cũ lối cổ, chất liệu bằng gỗ hụ ta Quảng Bình. Và chiếc kệ này thì dài là 2m40, sâu là 52 và cao hai bên là 86 các bác nhé, giữa là cao 80. Đấy, kệ to và giá cả thì cực kỳ hợp lý, em mới sưu tầm được. Và đây em sẽ giới thiệu luôn, cánh của chiếc kệ này thì được đục tích là đông bích. Đây các bác xem này, đông bích các bác nhé. Ngoài thì chạy chuyện, dưới thì ngăn kéo quả dưa, gỗ trong ngoài là đều là lành sạch hết. Còn đây là cánh trúc này, trên cũng ngăn kéo tuyệt đẹp luôn. Và bên này thì cũng tương tự, đấy, cũng tương tự nhá, đục cũng như vậy nhưng mà khác tích. Đây, bên này là cảnh mai, đấy, cảnh mai này. Rồi thì cảnh tùng cũng ngăn kéo quả dưa đây. Gỗ lạc thì đẹp tuyệt vời, đấy, các bạn xem. Đấy. Và dưới thì bệ là đục chân quỳ, dạ triện, mình đẹp các bác nhá. Đây, đây trên đỉnh này, đấy, tuyệt vời. Phá hồi đây, nó mắc cái sọc nên ra là em quay nó không được đẹp hẳn các bác nhé. Quay tương đối cho các bác cùng xem. Đấy, em quay ở trong cửa hàng đẹp hơi tối. Và các bác có thể qua trực tiếp thực tế nhé, đồ gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ là khu Vệ Lăng Cây Sông, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp chiếc kệ này. Và chiếc kệ này thì em bán cho các bác siêu tầm để về kê là 19 triệu các bác nhé. Đấy, 19 triệu các bác có thể siêu tầm được. Mua chiếc kệ nó cực kỳ to, hợp lý và không có dập sắc mối mọt gì cả. Hàng chân xì lõi luôn và rất là chắc chắn và đẹp. Và các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại là 083-626-499 và 0985-230-888 các bác nhé. Và em cũng rất cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Xin chào.